là trời, bữa giờ có quá trời bạn nhắn tin cho mình tụi mobile hỏi là nên mua MacBook Air 11 hay là Pro 11. Thì một bên kẻ tám lạng người nửa cân như thế này á thì cũng hơi khó lựa chọn đúng không nè. Nhân tiện 30 tháng 9 này mình tụi mobile sẽ về một lô MacBook 11, cho nên là ngày hôm nay Nhi sẽ ra video này để chia sẻ cũng như giải đáp thắc mắc cho các bạn nha. Ok, bây giờ thì chúng ta vào vấn đề luôn ha. MacBook Air 11 và MacBook Pro 13 inch 11 là hai dòng MacBook mạnh nhất hiện nay của nhà Tảo Khuyết. Tuy nhiên, MacBook Air có giá thấp hơn với mức giá từ 24.700.000 đồng, còn MacBook Pro 11 thì cao hơn, có giá là 30.990.000 đồng. Và để so sánh thì Nhi sẽ cho các bạn xem cấu hình chi tiết của hai dòng máy này nha. Thì như các bạn cũng đã thấy ở trên màn hình, cả hai dòng này đều được trang bị con chip M1 dựa trên cấu trúc ARM. Nói qua về con chip M1 thì bản thân con chip M1 là System on Chip, tức là nó chứa rất là nhiều thành phần từ bộ xử lý trung tâm CPU và bộ xử lý đồ họa hay được gọi là GPU. Bên trong con chip SoC này chúng ta đều sẽ có 8 nhân CPU, 4 nhân hiệu năng cao, 4 nhân tiết kiệm điện, 16 nhân Neural Engine, RAM đều là 8GB và sử dụng ổ cứng là SSD 256GB. Sự khác biệt sẽ nằm ở nhân GPU. Ở Mac Air thì chỉ có 7 nhân GPU và không có quạt tản nhiệt. Còn Mac Pro thì có 8 nhân GPU và được Apple trang bị quạt tản nhiệt, cho nên máy có thể giữ mức hiệu năng ổn định khi mà chạy các chương trình ngốn nhiều tài nguyên trong thời gian dài mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Bên cạnh đó, ổ cứng SSD trên Mac Pro 11 cũng đạt hiệu suất đáng kinh ngạc khi đạt tốc độ đọc 2824.9 MB/s. Qua đánh giá chi tiết về cấu hình đó thì các bạn có thể thấy là MacBook Air 11 có phần bị lép vế hơn so với dòng Pro 11, bởi vì cái tốc độ làm mát của nó không được tối ưu nhiều, cho nên là cái khả năng xử lý của MacBook Pro 11 thì nó nhỉnh hơn so với MacBook Air 11 đúng không nè. Từ đó chúng ta có thể đúc kết được rằng hiệu suất từ con MacBook Pro 11 sẽ tốt và hiệu quả hơn nè. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần đánh giá về thiết kế ha. Cả hai con MacBook này đều được Apple thiết kế để hướng đến các đối tượng khác nhau, cho nên là cái thiết kế bề ngoài của nó cũng khác nhau đó nha. Cả Mac Pro và Mac Air đều được Apple thiết kế hoàn toàn bằng nhôm Unibody, mức độ hoàn thiện cực kỳ cao và sắc sảo, cùng hai tùy chọn màu sắc đó là bạc và xám. Riêng con MacBook Air 11 có thêm một tùy chọn màu sắc nữa đó là màu vàng. Ở dòng Mac Pro thì có thiết kế tổng thể là một khối phẳng và ngang, trọng lượng là 1.4 kg. Còn MacBook Air thì có trọng lượng nhẹ hơn xíu là 1.29 kg và được Apple thiết kế theo hướng vát mỏng về bên dưới, xuôi về phía người dùng, nên sẽ tạo cảm giác thoải mái hơn khi mà chúng ta mang đi làm, đi học và bạn cũng sẽ ít bị mỏi lưng hơn. Còn về chiều dài và chiều rộng thì hai máy tương đương nhau. Còn về khả năng hiển thị màn hình á, thì từ trước đến giờ thường thường á, thì khả năng hiển thị trên dòng Pro nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên ở bộ đôi Mac 11 này thì nó lại cho khả năng hiển thị ngang nhau đó nha. Cụ thể thì cả hai chiếc máy đều có kích thước màn hình tương tự nhau là 13.3 inch với công nghệ màn hình Retina tuyệt đẹp. Độ phân giải là 2560x1600 pixel và hỗ trợ giải màu DCI B3 và cả hai đều có True Tone. Tuy nhiên sự khác biệt sẽ nằm ở độ sáng. Ở Mac Pro sẽ có độ sáng là 500 nits, còn Mac Air sẽ kém hơn một xíu vì độ sáng chỉ có 400 nits. Nhìn chung thì màn hình của Mac Pro 11 cho chất lượng hiển thị tốt hơn một chút so với MacBook Air 11, kể cả trong điều kiện ánh sáng ngoài trời. Còn về bàn phím thì sao? Sau suốt 3 năm sử dụng kiểu bàn phím cánh bướm thì đã gây ra cho người dùng rất là nhiều điều phiền phức. Mãi cho đến năm 2020 thì Apple đã chính thức bỏ cái kiểu thiết kế này. Và đồng thời Apple đã chuyển sang dạng phím cắt kéo là Magic Keyboard. Tất nhiên, sự thay đổi này đã mang lại hiệu ứng tốt hơn và chúng ta có thể thấy là với MacBook Air 11 cũng như là MacBook Pro 11, bàn phím này được cung cấp hành trình phím 1mm cho cảm giác gõ và độ nảy cũng như là độ nhảy, tốc độ phản hồi, cả hai máy đều giống hệt nhau. Ở các phím mũi tên thì được sắp xếp dạng chữ T ngược, tương tự như trên phím PC. Điều này không chỉ giúp người dùng sử dụng dễ dàng hơn mà còn gia tăng độ bền cho các phím bấm. À mà cả hai máy này đều sẽ có Touch ID. Tuy nhiên chỉ có MacBook Pro mới sở hữu Touch Bar của Apple, nhìn hiện đại và cho nhiều tính năng hơn giải phím function cũ của MacBook Air. Ngoài ra thì trackpad của MacBook Pro cũng to hơn trackpad của MacBook Air. Phân tích thêm một xíu về loa cũng như là micro ở cả hai dòng này để các bạn có thể dễ lựa chọn hơn nha. Về kích thước của phần loa thì MacBook Air và Pro có kích thước giống nhau. Còn về chất âm thì Mac Air có loa âm thanh nổi, có phần đanh và sáng hơn, dãy 3 mic với định hướng chùm tia. Còn trên Mac Pro thì đẩy mạnh các tính năng này vào thị trường chuyên nghiệp với loa âm thanh nổi, hỗ trợ giải động cao cũng như mảng 3 micro chất lượng phòng thu với tạo chùm tia định hướng. Nếu như bạn là một người mà chúng ta hay làm những công việc có liên quan đến loa cũng như là các cái phần micro để chúng ta có thể trò chuyện với bạn bè qua các cuộc gọi á, thì Nhi nghĩ là MacBook Pro nó sẽ là một cái lựa chọn tối ưu hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các cổng kết nối. Về cổng kết nối thì ở hai dòng này nó đều giống nhau nha. Mặc dù không còn dùng chip Intel nhưng mà Apple vẫn trang bị cổng Thunderbolt USB 4 ở bên trái của máy. Còn phía bên phải máy sẽ là một jack 3.5mm.
Cuối cùng là về pin. Cả hai dòng máy này đều sở hữu một cái viên pin khá là trâu và cho thời gian sử dụng khá là ấn tượng. Khi Mac Air có thời gian on screen tầm 9 đến 10 tiếng thì Mac Pro được trang bị viên pin lớn hơn tầm 10 đến 11 tiếng on screen. Nếu bạn cần một chiếc MacBook M1 với pin trâu nhất thì ứng cử viên sáng giá vẫn là MacBook Pro M1 nha. Xét về trải nghiệm thực tế, ví dụ như là giải trí thì Mac M1 đáp ứng quá tuyệt vời, không có gì để bàn cãi. Tuy nhiên thì Mac M1 cũng sẽ không có quá phù hợp để các bạn chiến game đâu nhé. Nếu công việc của bạn liên quan đến chỉnh sửa video hay là edit hình ảnh trong cái thời gian dài á, thì Nhi nghĩ là MacBook Pro M1 sẽ lựa chọn tối ưu cũng như là hỗ trợ bạn tốt nhất. Và cả hai em này thì đều sẽ về hàng vào ngày 30 tháng 9 tới luôn nha. Cho nên là nếu như bạn đang có nhu cầu, hãy liên hệ ngay đến Minh Tú Mobile để chúng ta đặt hàng để nhận được nhiều ưu đãi cũng như là ship tận nhà trong thời gian sớm nhất. Ok là các bạn nghĩ sao về những dòng máy này? Bạn là fan của phiên bản nào? Hãy để lại comment nha. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh của Minh Tú Mobile. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.